cặp chó sù Bắc Hà, con đực trắng ghép với lại con cái đốm vẹn kết hợp với lại con trắng Bắc Hà. Vẹn thì rất là đẹp. Nó có một cái điểm yếu của nó là nó huyền đề kép ở chân sau. Huyền đề kép. Rồi. Qua đôi có cặp trắng. Không biết là hai con này ghép với nhau thì nó sẽ ra màu gì. Nó ra màu trắng được thì đẹp. Đây là con kinh. Cái con trắng con kia là nó chui ra đây nó chơi, là nó là con của con đực này. Bố con ấy. Hôm nay là lấy giống cho cặp này. Cái thì có cái mặt khá là đẹp. Con đốm này, gọi tên nó là con đốm. Đốm này có mặt khá là đẹp. Lông của con này thì là nó thay, nó chưa rụng hết lông. Chưa mọc lại hết lông. Thì nó lên giống rồi. Mặt, lông, lông đây nó chưa mọc lại hết nhá, mọc lại hết lông nó dài hơn. Đây chưa đủ lông đâu. Bắt đầu vần nhau. Chờ anh Kinh, anh đi vệ sinh xong đã. Rồi, anh Kinh đã vệ sinh xong. Xem anh Kinh có quan tâm không. Thì con cái là đang khá là quan tâm con đực. Đực thì còn lờ vờ kiểu nữa thế. Quay đi. Triển khai đi. Kinh. Màu vẹn này thì cái sắc tố của nó thì lại là trên cả mức cần thiết. Mép có đen xì luôn. Đấy. Bắt đầu quấn. Không làm ăn gì vào chuồng nhá. Hôm nay trong người không được khỏe. Được lờ vờ lắm. Kinh ơi, Kinh vào trong chuồng đi. Hả? À, Kinh. Không làm ăn gì thì vào thôi. Hả? À, để cho con bông nó ra, để con cho con lau nó ra. Không làm ăn gì là vào chuồng đấy. Cái nó yên chịu rồi này. Thế Kinh vào nhá. Không làm gì thì vào thôi. Thế có làm gì không? Không làm gì để anh Toàn cho vào nhá. Chứ nó đang đứng nó chờ kìa. Nào. Triển khai luôn. Không biết là cặp này thì nó sẽ ra cho con màu gì. Đoán chắc là có cả màu trắng và màu vàng.
và cả màu vẹn. Được. Mặt quá là khôn luôn. Quá đẹp. Mặt đẹp. Lanh. Mình rất thích cái kiểu mặt như là con đực này. Nhìn mặt nó rất là lanh. Con đực này thì bờm chân tốt này. Bờm lưng cũng đẹp. Bờm cổ thì mọi người thấy nó có mấy cái lông nó thưa thưa ra không? Mấy cái lông nó dài dài ra đấy. Đấy là cái bờm cổ của nó như vậy. Đợt này là lông nó chưa mọc lại hết. Không có gì thay đổi thì mùng 6 tháng 10 sẽ có cho con.